Đúng rồi. Đúng rồi. Chỉ bỏ trên móng thiệt thôi ha, không cần bỏ trên móng giả. Móng giả không bao giờ mà bột nó líp á. Tại vì cái này á, để Phong giải thích nè, cái này á là primer, nó có hai loại acid với nền nên acid, nhưng mà thiệt sự ra nó cũng là có acid hết thôi. Đã nó nói vậy thôi chứ cũng có acid ở trong hết. Thì khi mà mình bỏ vậy đó, cái này nó có tác dụng là khử dầu, nó làm cho cái móng mình nó sạch để mà mình đắp bột nó không có líp. Nhưng mà cái móng giả này nó có dầu không? Nó không có dầu đâu, không? Thì mình không cần bôi đây, đó là lý do tại sao nó líp. Không bao giờ nó líp trên móng giả hết. Bột với nó là nhựa với nhựa, nó dính chặt với nhau dữ lắm, không? Không? Việt Nam, lấy Việt Nam sống bền lâu, không? Việt Nam sống với mễ chia tay sớm. Đó, đó là lý do tại sao mà mình phải bôi primer vô để mình liên kết nó lại, không? Mình lấy một cái ví dụ đơn giản để cho anh chị em dễ hiểu, ok? Sau khi mình bôi xong thì mình sẽ đắp bột. Thầy ơi, mình có vũ chỗ cái nói. Ok, để không nói à, nếu như mình đắp bột màu, đặc biệt là đắp ombre, đắp marble, đắp design, mình phải vũa cái mối nối này. Để tại sao biết không? Mình đắp bột màu lên, mình vuốt hai bên trên đây nè. Thì xong tham cái chỗ này mình vuốt cho nó mỏng hai bên, mà hai bên phải mỏng mà, thì mỏng nó sẽ hiện bột nó không có đủ, nó khâu vào cái đường lằn ngay đây. Nó hiện ra cái đường lằn. Đó, nó hiện ra cái đường lằn ngay đây. Thì nhưng mà nếu mà mình vũ bằng, mình đắp bằng bột lia thì anyway mình cũng sơn lên, mình phủ nó hết thì không cần phải làm cái chuyện đó. Nhưng mà mình đắp bột màu mình phải mài ha. Thôi bây giờ như vậy nè. Ok, bây giờ Phong sẽ đắp bột lia ba ngón này, hai ngón này Phong đắp bột màu. Ok. Nhớ những cái cuốn sổ đó là phải ghi chép vô nha, để thắc mắc cái gì á chưa, thí dụ như chưa kịp hỏi bây giờ lát còn hỏi ha. Nếu mà mình biết cách đắp thì nó như nhau hết à. Có nhiều người nói bột clear khó đắp hơn bột màu, tại sao? Mấy người nói là lý gì, cái skill của họ là thấy bột clear tôi không thấy chemical này, tôi không dập vô được, nó lòi cái bóng thật ra. Còn có người nói thôi thấy bột clear dễ đắp hơn bột màu, nó hay khô hay cứng hay này hay nọ hay kia. Đó thì chính người mười ý ha. Nhưng mà mình đã biết cái cách làm rồi thì cái nào nó cũng như nhau thôi. Ok, mình mài móng nè. Mài á, mài quan trọng nhất là cái hai bên đây nè. Ok, để chi cho nó mất cái lằn ở đây. Không? Mài phẳng luôn. Mài cho nó mất cái G thôi. Không đè mạnh luôn. Tại vì cái này là cái móng thật của khách. Đè mạnh nó mất móng thật của người ta, tội nghiệp người ta. Tại cái này đắp bột màu thì lát hồi mình phủ qua cái bột màu á, đây nó đâu có ăn nhập gì đâu. Cái chính đó, để Phong giải thích là tại sao phải vũa nè. Thứ nhất, nếu mà mình làm dip ngày mai mình mới học, nhưng mà hôm nay nói luôn nè, mình làm dip á, nếu mà mình không mài dưới đây xuống á thì cái điểm G này á nó u lên mà nó sẽ tạo thành cái lõm như đây. Lúc cái đó là lúc trước, nhưng mà bây giờ có cái kỹ thuật mới ngày mai mình sẽ học, là mình sẽ không mài cái móng ngay cái khúc này, nhưng mà lát sau mình bỏ cái lớp bột clear trên đây, mình bỏ cái active feather lên, mình vũa ở đây để cho nó flat trước khi mình dip màu lên. Thì cái đó là cái perfect way đó, để mà không có làm cho cái móng dip mình nó bị lõm. Nhưng mà tuy nhiên bữa nay mình lớp của mình đó là học đắp bột căn bản trước, cái đó thì ngày mai mới tính. Còn tại sao không vũa ở đây, tại vì đây nó không có liên quan gì hết. Chủ yếu mình vũa mài cái này á để mất cái G để mình đắp bột màu lên, tại vì hai bên nó supposed to be thin,
nó phải là hai bên nó mỏng, chứ không thôi nó bè cái xếp của mình ra thì sao. Mà nếu mà nắp bột mỏng mình vuốt bột đây thì nó sẽ, nếu không mài nó sẽ hiện ra cái gờ ngay chỗ này, nó lên nó có một cái lằn này nè, khách không chịu. Mà mình đắp dày lên để phủ cái lằn này thì cái móng nó thô, mà vuốt cho nó mỏng xuống thì nó lại mất bột hai bên đó. Cái này nó dẫn tới cái kia nó dẫn tới cái nọ. Rồi ok, bây giờ mình đắp bột màu. Lớp của mình đó là công ty Chi Sồ đó, là công ty Chi Sồ là nói chung, cách riêng là nói anh là David Hoàng đó, thì anh David Hoàng có sponsor cho cái lớp của mình là mỗi người là 10 cái hũ bột này và 8 cái chai làm dip, 8 cái chai làm dip. Và nếu mà anh Hoàng kỳ này anh Hoàng gửi dư ra rất là nhiều thì Phong sẽ tặng hết cho các anh chị em ha, không có giữ lại cái chai nào hết, thì Phong cũng muốn nói rõ luôn ha. Rồi thì mọi người ở đây thì nếu mà ai có quen với anh David Hoàng hay gì đó thì sẽ tăng kiều cho ảnh, tại vì ảnh sponsor cho cái lớp mình ha, tặng cho mình những cái quà tặng cho mình làm. Cái bột này là vừa đắp vừa dip vừa ombre ha. Mình đắp bột và nước của Chi Sồ thì bột của Chi Sồ thì xài nước gì cũng được, nhưng mà mình tốt nhất là mình xài cái liquid EMA á, là liquid chảy đó, người ta nói là cái liquid đậm đắp sola đó. Đó thì để em có thử đắp nước thường á, nó khô lại hơn, nhưng mà nó có bong bóng. Đúng rồi, nhưng mà em đắp nước sola thì nó không bị, nó đều, nhưng mà nó chảy bột. Hơn nó chảy hơn, chứ lại lúc mà em lấy bột á, cái bột Chi Sồ á, nó có lúc chỗ màu chẳng giống như màu nó không đều. Tại vì biết sao, mình lấy nước á, không nó không đủ á, đâm ra chỗ sống, chỗ chính. Chỗ sống á thì nó cái bột nó sống mà nó cứ trắng trắng, còn chỗ chính rồi thì nó đều màu. Thì cái cách khắc phục của mình là mình phải lấy cục bột cho nó chín. Và nếu như mà mình muốn là kỹ hơn nữa, trước khi mình đắp cục bột, đắp một cái gì á, mình cầm cái bột này mình shake ha. Shake lên, đó, lắc như vậy cho nó đều màu. Đó, nhớ nha. Nhưng mà sau đó đắp bột Chi Sồ đắp lên nó ra thành cái màu nó không đều, nó ra giống giống như ôm màu bồ thầy. Màu nào? Cái màu green á. Màu neon phải không? Yeah. Màu neon mình phải những cái màu neon, cái pigment nó rất là khó chịu. Thì mình phải áp dụng một cái kỹ thuật đắp khác là đắp sơn. Có nghĩa là mình dùng cái bột neon đó mình sơn lên trên cái móng. Mình nhích một cục nhỏ mình sơn lên trên cái móng, rồi mình cho nó đều màu, rồi lúc đó mình phủ một lớp bột clear. Tại vì cái bột neon nó rất là khó chịu, và khi mà họ, những cái nhà sản xuất họ mix bột á, họ cũng rất, cái màu neon nó cũng rất là khó mix. Mix chậm, mix mà không đủ á thì nó không ra, mà mix quá thì nó lại nhiều cái vấn đề sáng. Nói chung là một neon, là cái bột neon là những cái bột rất là khó chịu, rất là khó đắp và rất là khó làm ha. Thì mình phải sử dụng một cái kỹ thuật khác là cái kỹ thuật sơn, dùng cái bột sơn luôn. Ok thì cái, nhưng mà bữa nay thì mình không, bữa nay mình không có học về cái đó. Ngày thứ ba không phải cái bột sơn, đúng mức mỏng thôi. Ngày thứ ba mình sẽ học về cái đó đó ha. Rồi bây giờ cái liên quỳnh này, bây giờ Phong chỉ lại cho anh chị em. Bột màu như có loại màu nó chảy với là có loại màu khô, chứ không có màu nào giống đắp giống nhau. Nó tùy theo cái chất lượng của từng cái hãng bột. Tại mà nó có những cái em xài màu đỏ, mà đỏ đất red á, em đắp nó chảy ghê lắm, nhưng mà sao em lấy những màu khác thì nó không có chảy vậy. Bây giờ anh chỉ cho em đắp là nếu mà nó chảy thì xử lý sao. Ok ok, hôm qua tới trễ phải không? Sáng nay okay. Mới tới. Mà sở dĩ mình phải pha như vậy không phải là mình pha chơi cho nó vui ha. Mình pha vô mình phải hiểu đơn giản là như vậy nè. Cái liquid đậm á, liquid sola đó, liquid EMA đó, cái đặc tính đó là gì? Chảy không? Chảy. Còn cái đặc tính của cái liquid thường là gì? Khô. Màu khô. Không? Một thằng màu khô, một thằng chảy. Mix hai thằng này lại ra một cái medium. Để cho nó vừa dẻo bột mà nó vừa lâu khô.
tỷ lệ là 50-50, à, 5 trên 5 dưới, 5 trái 5 phải. Mình pha chung một lần vô rồi mình đắp được không, hay phải một lần ấy là mình pha hả? Thì cứ đắp tới đâu pha tới đó thôi, đừng có pha sẵn nha. Tại nhiều khi mùa đông, mùa hè tỷ lệ nó sẽ thay đổi. Mùa hè là nó mong khô bột, cho nhiều sola vô, cho nhiều EMA vô, cho nhiều liquid chảy vô. Còn mùa hè là cho nhiều cái liquid chảy vô, tại nó mau khô mà, phải cho nó chảy chút cho nó lâu khô. Nhưng mà mùa đông á nó chảy, bột nó chảy thì phải bớt cái liquid chảy lại, cho cái liquid sola, liquid thường vô. Đó, nhớ nha, cái điểm này quan trọng lắm á. Ha. Rồi bây giờ đắp bột màu. Đây là cái bột OM14B của Chiso và Phong rất là thích cái màu này. Tại vì cái màu này là một trong những cái màu cover rất là mạnh. Nó có thể cover được cái màu đen để làm ombre luôn. Nhưng mà hôm nay mình không có học cái đó, nhưng mà mình không chỉ nói như vậy thôi. Để mà lấy một cái cục bột cho đúng nè, nhúng nữa. Thấy nước đây đang nhảy con không? Thấy không? Phải làm sao? Gạt hết vậy phải không? Không, hết rồi. Gạt một cái một thôi. Đúng rồi, lớp mình ai cũng thuộc bài đó ha. Nè, để nè, gạt một cái thôi. Gạt ngay đầu móng thôi. Đúng rồi, ngay cái chóp nè, coi lại nè. Bây giờ là cái khâu màu rất là quan trọng ha. Học cái này là cái căn bản của cái căn bản nha. Anh gì nhớ coi cái khâu này. Nè, lấy cục bột nè. Nè, nhúng, coi lại nè. Nhúng mệt mà lâu nè. Nhúng một hết cỏ luôn. Ngay cái chóp ngay đây thôi. Nè, slow motion nè. Ngay cái đầu cỏ đó. Chứ không phải. Thầy nó, thầy nói nước lấy bột nhiều quá nó chảy. Thôi gạt hết nước ra. Nó không lấy được bột luôn chứ đừng nói là chín hay không chín ha. Đó nè. Lấy đây. Thấy không? Đập lấy bột nè. Bột này mình được tài trợ mà. Xài thoải mái ok. Không, mình người ta cho mình quý nhưng mà mình được tài trợ thì mình cứ xài, mình cảm ơn người tài trợ mình xài không? Đây. Chứ không phải mía kéo từ đầu nguồn cho tới cuối nguồn nha. Nhiều người là lấy bột mà mắc cười lắm. Cái này có nha, đừng có cười nha. Có mình nó trọng á. Thấy chưa? Nó đâu có chín được bột đâu chảy. Nói theo đám đông nữa. Hôm nay không thấy còn rõ. Ok nè, làm lại nha. Lấy bột nè, nhúng rồi lấy nước. Thấy không? Thấy cục bột nhìn đã không? Đó. Bây giờ mình lấy một nhít một cục. Nè, coi lại nè. Coi cái slow motion nè. Nhúng vô. Slow motion thấy chưa? Rồi, lặp lại. Coi kỹ đi, không sao hết. Anh Hoàng có dặn mình là em cứ xài bét ra hết, anh gửi thêm. Gì chứ mấy này anh Hoàng rộng rãi. Nè, nhìn kỹ đây nè. Thấy chưa? Cái cỏ của mình chả phải đi đâu hết ha. Nè. Nè, coi kỹ lại nè. Nè, nhúng vô nè, ấn nó xuống chút xíu. Thấy không? Bây giờ thấy cái cách lấy bột chưa? Lấy bột cho nó đúng chưa? Coi lại tiếp nè. Gạt được không? Lấy lên thả lên kia.
thấy ngay chỗ thấy chỗ cái này á, cái cây cỏ mình nó có sầu quần ngay đây thôi à, chứ không phải là cào từ trên cào xuống nha, ha, chứ không phải là muốn lấy cỏ lấy bột nhiều quá nè, muốn lấy mà bột ít á, nè bây giờ muốn lấy một ít làm sao? Nhúng cái cây cỏ của mình vô thấp thôi, nhúng lên lấy lên liền là ít, thấy không? Vậy là lấy một ít nè, còn lấy bột nhiều nè. Thêm lần nữa. Thấy chưa? Đó, cầm em. Selena thấy chưa? Ok. Phải hiểu cái vấn đề nha. Rồi. Cái này phải giục liền chút thôi nó hôi. Giục liền nha, đừng bỏ túi nha. Rồi bây giờ quay trở lại đắp bột nè. Sau khi lấy nước. Sau khi mình lấy sau khi mà mình lấy bột được rồi, lấy nước được rồi, lấy bột rồi thì mình đặt cục bột. Coi cái cách không đặt cục bột này. Cái này nó sẽ rất là nhanh nha, nhớ tập trung vô coi nha. Hạ cục bột ngay đây. Rê nó xuống chút. Đủ nó vô. Thấy chưa? Tròn khỏe chưa? Nè, thấy chưa? Bắt đầu dập vô để cho nó sát nè. Nó dày lên ở giữa, nhớ nhớ lại bài học nãy. Vuốt nhẹ dữ rồi. Wow, mướt quá. Mà sao vuốt chậm cái đó khô. Cắt bột này. Cái gì? Bấm xuống dưới. Lấy bột ra nè. Chân cái nè, thấy không? Thử làm đi. Thử làm dễ. Bắt đầu. Clean hai bên. Kiriko nó phải là mẫu manh nè, nó ra ở ngay chỗ đây thấy nó giỏng bên lên không, nó cong vòng lên đó, thì móng đó rất là khó gãy. Tại vì sao nó hay cái chỗ này nè, là cái điểm chịu lực của cái móng đó. Mình đâu thể nào mình làm dày hai bên đây được, làm dày hai bên nó khó dũa, nó thô móng. Mình làm dày ở giữa thôi, thì cái điểm đó là cái điểm chịu lực ha. Nhớ khi mà đắp bột xong nhớ chấn lấy xếp. Thì khi mà quay ngược thời gian lại, thấy nhớ cái khâu mà mình vuỗ móng hồi nãy không? Vuỗ móng đẹp. Thì bây giờ chấn bột nó đẹp. Mà một cái móng mà mình đắp nó đã đẹp rồi. Cái cuticle nó tròn rồi nè, thấy chưa? Thấy cuticle nó tròn chưa? Cái xếp nó ra rồi nè. Thì vuỗ có mệt nữa không? Xấu còn gì đâu để vuỗ nữa ha? Rồi tiếp tục nè. Coi kỹ lại nè. Lấy cục bột cho nó đúng nha. Bây giờ Phong sẽ làm theo lời của anh chị em nói để ôn bài lại để coi mình nhớ bài tới đâu. Ok. Đây rồi, đầu tiên thì sao? Phong làm sai chỗ nào anh chị em phải nói liền nha. Ok. Dạ không được. Đúng rồi. Sai thấy chưa? Không. Lấy phải lấy làm sao? Quẹt đầu mũi. Đúng rồi. Lấy bột. Thấy cục bột chưa? Thả cục bột trên đây. Rê xuống chút. Đủ nó vô. Đủ nó vô. Chùi cọ lấy nước. Dặm. Dặm kia đi cô. Muốn mà nó flat nè. Muốn mà nó flat luôn nè. Cứ miết ở trên nè. Thấy chưa? Thì nó sẽ mỏng xuống. Dồn bột vô giữa. Còn nếu móng thịt của người ta nó u sẵn. Coi cách cắt bột. Cắt đứt luôn bây giờ. Lấy bột ra. Đã. Làm chị em thấy cái đầu cái mặt bột này nó flat luôn này. Miết chỗ nó mạnh mà miết cứ miết vậy nè, thấy chưa? Là chỗ này nó mỏng mà cái chỗ này thấy không, nó nhô lên thấy chưa?
thấy nó nhô lên chỗ này không? Đúng rồi, cũng nhô đẹp hơn chứ. Mà nó lâu gãy. Chừng nào mình không ngắn thì mình làm gì? Đúng rồi. Mình cứ nhớ một cái điều là muốn mỏng thì biết mạnh lên chút, muốn cho nó dày, lơ nó đi, thấy không? Đó, rồi, sau khi mình đắp xong thì bây giờ mình đắp xong cái bộ móng này, mình muốn cái mặt móng nó mịn hơn, lấy chút xíu nước vuốt vuốt vậy nè. Những cái móng như vậy á, thật sự mà nói á, người nào mà làm ẩu á, con đó là người nào làm ẩu thôi, khỏi vụ bóp phờ rửa tay luôn. Làm mà dạng như là chạy khách á, nhưng mà mình không có làm vậy nha. Mình phải học cho nó đàng hoàng và phải làm cho nó đàng hoàng. Ok, để mà một thành một cái người thợ nail giỏi á thì mình phải làm cho nó tận tâm cái đã. Mình phải học mò trước khi mình học đi giỏi mình mới học chạy, thấy không? Học chạy giỏi rồi mình mới bay, chứ phải nhào vô là tôi chạy trước mà tôi đi chưa vững tôi sẽ bị té. Mà nên nhớ mỗi lần té nó sẽ rất là đau, thấy không? Ok, rồi bây giờ có cái sự khác biệt về móng nhọn nè. Móng nhọn thì mình cắt bột như thế nào? Ok, anh chị em coi, lấy cục bột thả ngay đây cho nó tròn khỏe, sửa cục bột lại cho nó tròn, thấy không? Chùi cỏ lấy nước dập kia đi con, rút bột, không được để cho bột nó tràn qua hai bên, nhớ. Dầu bột lại hai bên, cắt bột chưa? Cái chỗ này lật ra nếu mà nó có thiếu, lấy chút xíu bột, xíu xíu bột thôi. Dầu bên trái phải muốn dầu nào cũng được, bên trái cũng được, bên phải cũng được. Đúng rồi. You try, you find, find you now. Bên trái bên phải, vô bên nào? Thì nó càng nhanh mà đua thì nó càng chậm, mình cứ đua cho nó nhanh đi, mà càng đua càng chậm, mà càng chậm lại càng nhanh. Nắp bột nó chậm thì đũa nó nhanh, thấy không? Rồi qua cái móng này, móng này hay gặp nè, lấy cục bột cho nhiều anh chị em. Nếu như mình đắp một cục không được thì mình học đắp hai cục. Nào nó cũng phải vuốt cho nó mịn bột hết. Chùi cỏ, lấy nước, thấy không? Thơm giấy cho nó bớt nước. Đúng rồi. Thấy bột đẹp không? Nhìn nó đã, cái màu này làm ông Ray đã lắm nha. Đó là lý do tại sao Phong kêu nhờ anh Hoàng là gửi để tặng cho anh chị em những cái màu này đó. Ha. Tặng cái màu này để mà nó dễ làm cho anh chị em. Đây không có lát hồi vũ cái này là hết. Rồi sau một cái cục này, nếu như mà làm ombre á, thả cục ngay đây vuốt xuống là ra ombre cái gì. Nhưng mà mình đắp một màu thôi. Sao giống như là feel phải không? Giống như đúng thì nó là thì đắp hai cục nó là feel đó. Đó bắt đầu dặm kia đi cò nè, dặm dài đen chi hả? Đúng rồi, anh Trường, anh gì quên rồi, anh Linh, anh Hải, à anh Hải dặm kia đi cò nè, càng mỏng bao nhiêu thì càng đẹp bấy nhiêu. Hồi nãy anh nói là cái anh em dạ gì đó anh Nhiên, Nhiên nói là cái đắp hai cục này nó dễ bị ma bồ đó. Tại vì nếu như mà mình lấy cục bột chính thì nó sẽ có một cái màu đồng nhất cái màu bột,
riêng cái màu neon á thì đúng rồi, màu neon thì mình phải sơn, mình phải sơn ha. Đó, nhưng mà nếu cũng cùng một cái bột nu này mình lấy một cục bột mà nó không chín mình đặt lên thì có phải là chỗ trắng, chỗ trắng chỗ nu không, chỗ đậm chỗ lợt, thấy chưa? Đó là lý do tại sao ha, bột nó phải chín ha. Có ai muốn ăn cơm sống không? Có ai muốn ăn cơm sống ha? Đâu có khùng đâu mà ăn cơm sống. Ăn cơm chín thì mình lấy cục bột cũng phải chín ha. Đó, đơn giản là như vậy thôi. Rồi qua cái món cá phình này, cái ngón cái này á, nếu mà nó dài quá đắp hai cục. Còn, à, nhưng mà cố gắng sao đắp một cục thôi. Mình phải cố gắng mình luyện mà. Lấy cục bột nó dày lên, nhiều lên. Mà muốn lấy cục bột nhiều phải làm sao? Lấy nhiều nước. Đúng rồi. Thả cục bột lên trên này cho nó tròn khỏe, thấy chưa? Dặn kia đi cò, thấy chưa? Bắt đầu vuốt phải trái. Bấu nó vô một cái, lấy nó ra. Chân này xếp, chân này xếp. Muốn cho nó dày lên. Thí dụ như cái đầu móng này nó nhìn nó mỏng, móng dài mình đắp mà nó có thiếu, mình làm như thế nào? Cái đầu nè, lấy cục bột không dây chút, để lên trên này, vuốt ngược nó lên. Đó. Bột nó đang còn ướt, để cho nó khô khô hãy vuốt nó nha, vuốt ngược nó lên. Chân lên xếp, chân này xem, chân này xem. Đó, là xong. Muốn cho nó dày lên, thí dụ như mình đắp bột mình chưa làm được cho cái bột nó dày lên trên đây thì mình không sao cả, lấy cục bột thả ngay đây. Muốn chỗ nào nó dày thả ngay đó, đừng có chớ dại mày thả lên trên đây nha. Muốn dày lên thêm nữa thì lại cho thêm xíu bột, nhưng mà dày đủ rồi, dày quá cũng không có đẹp đâu ha. Okay, sau khi mình đắp bột xong, chùi cọ nè. Cái cọ này là một cái món quà Phong tặng cho anh chị em ha, mà cây cọ này đã là một cái người thợ neo đó. Cái Phong hay nói đó là cái cây cọ này của mình nó là cái linh hồn của cái người thợ neo ha. Linh hồn phải giữ cho nó trong sạch, đừng có để cho linh hồn nó bị cô đặc, ok nhớ nha. Linh hồn nó phải trong sạch, đừng để cho nó cô đặc bột ở chỗ, bột mà nó dính ở chỗ không được. Mà muốn tránh cái chuyện đó thì phải làm sao? Chùi cọ nó thiệt mà sạch, nâng niu nó, mình nâng niu nó bao nhiêu thì nó lại hét cho mình bấy nhiêu, nó là bạn đồng hành của mình đó. Ok, dài anh có thể nè, anh cho em coi nè. Nếu mà lấy bột á, lấy một cục bột bự nè ha, cục bột này rất là bự ha, em đặt lên em đắp móng dài cũng được. Còn nếu mà em muốn làm mà nó bự mà nó dài á, em xài còn 18, xài còn 20. Nhưng mà anh, nếu mà mày muốn, mình muốn một cái cây cọ 16 này, nếu mà mình muốn nhiều á thì mình đắp thêm nhiều cục không sao hết. Nhưng mà em muốn đắp một cục thì em đắp gọt bự lên, nó lấy nhiều nước hơn thì nó lấy cục bột nhiều hơn. Cỏ thầy đang xài là 14 hả? Cỏ Phong đang xài là cỏ 14 ha. Còn cỏ 16 thì nó nhiều, lấy được nhiều bột, lấy được chứa được nhiều nước hơn, nhiều lông hơn. Nhiều nước hơn thì lấy cục bột bự hơn ha. Còn cỏ này nè, cỏ 14 đúng rồi, đắp móng nhỏ khó. Tại vì móng nhỏ này
Phong, lúc trước Phong xài cọ 24 lần nhưng mà bây giờ Phong rút lại rồi. Hả? Xài cọ 14, Phong drop xuống một lần là 10 size luôn. Hả? Thì tại vì biết sao không? Những cái cọ số 14 nó nhỏ nhỏ như vậy nè. Mình dễ mình design hơn. Hả? Mình dễ mình cho này cho chút xíu nữa. Đúng rồi. Ok. Rồi. Không ai nói năng tiếng nào. Kệ đi. Tại biết sao cái bột nu này nè, như nãy Phong nói nó cô vừa mạnh lắm, nó cô vừa hết nhưng mà những cái màu nhạt nhạt nó lồi ra cái nặng này đây. Ok. Rồi bây giờ thì mình tới vũa của mình. Cái đầu không có đặt cho anh chị em mỗi người một cái đầu vũa ha. Thì khi cái này mình không cần đắp lê la cái đầu vũa. Không. Cái đầu dũa này là một cái đầu dũa đa năng. Đắp, đắp một màu thì không cần đắp clean. Cái bột của chi sò không không có cái màu nào mà bị bạc màu hết nên không có cần phải phủ bột clean nha. Nhưng mà nếu như mà cái màu nào mà nếu mà mình đắp ombre hay là marble hay là những cái màu mà nó dạng như là nó chưa có được tốt cho lắm á, mà dũa cái nó bị bạc màu mình bắt buộc mình phải phủ bột clean. Để chi? Để cái bột này nè, cái đầu dũa này nó không chạm được tới cái màu đó thì nó sẽ không có bị bạc màu. Tuy nhiên cái nó không xảy ra cái tình trạng đó ở cái bột chi sồ ha. Thì mình không cần phải làm. Mình chạy nè. Bây giờ anh chị em phải chú ý vô cái khâu mà mình chạy nè. Khi mà mình đắp bột mà cái chemical. Chạy máy trước thì mình mới dũa. Đó, tại vì Phong giải thích lại có thể ngày hôm qua nói rồi nhưng mà hôm nay nói lại. Mình chạy máy á, mình chạy máy, mình dũa trước á thì nó ra cái shape nó đẹp. Nhưng mà khi mà nó đẹp rồi mình phải chạy máy như vậy nè. Thì cái đầu này nó sẽ làm cho cái shape của mình mất đi chút xíu. Thì mất đi chút xíu vậy mình bắt buộc mình phải muốn cái móng nó đẹp phải dũa lại thì nó tốn 2 lần thời gian dũa. Thì mình rút lại thôi, mình chạy máy trước. Mình chạy máy trước rồi lúc đó mình vũ xếp là nó ra luôn đó, nó đơn giản là vậy, nó sẽ tiết kiệm được cho mình thời gian. Ok, bây giờ mình chạy nha. Để nè, lia nè, để cái cây vũ nghe, để cái đầu cái cây cái ngón tay của khách ra đây nè, rồi từ từ chở qua bên đây, thấy chưa ha. Rồi bây giờ làm nha, kết hợp hai cái nè. Đó, chạy kia cồ vậy là xong rồi đó. Hả? Tại vì nó mỏng rồi, càng chạy nó càng mất bột nha. Càng mất bột nó sẽ càng lòi cái chân móng ra. Có những cái người khách mà khó đó, làm như vậy là rất, nó nói là my name ro, very fast you do that, giống như là I feel like a week already. Đó, nó không chịu. Khách khó nó làm móng nó rành dữ lắm, nó rành hơn mình luôn á. Bắt đầu mình từ trên đây bắt đầu mình lài ra nè. Nãy mình để cây dũa 45 độ đúng không? Bây giờ mình sẽ lài cây dũa xuống flat luôn. Để cho mặt dũa, mặt bột và mặt dũa nó hoàn toàn là nó sát với nhau. Mình lia xuống và anh chị em thấy là dũa đây nhưng mà trở lại nè. Chả cái đầu dũa là thấy cái khúc nè, có nghĩa là cái đầu dũa của mình chạy tới đó. Chạy cho cái đầu móng này nó mỏng xuống. Mục đích của cái việc này để làm cái gì? Làm cho nó mỏng để khách họ dễ pick đồ lên. Cái thứ nhất, cái thứ hai mình sơn thấm cốt á. Cái
đầu móng nó mỏng thì nó không, sơn thấp cốt đá đầu móng nó không có bị chóc treo lên ha. Và cái móng của mình nó cũng mỏng manh nữa. Ok rồi, tiếp tục coi nha. Anh chị em nào ở xa thì có thể lên con chiếc TV nha. Khi đi cò của mình chạy nhanh lắm, tại vì mình đắp bột hả? Không được rung, không được rung. Đúng là phải tập nha. Bình tĩnh, đã không đã nói là cái bình tĩnh xử lý trong mọi tình huống. Ha, từ từ mình làm. Cái gì cũng giữ bình tĩnh, cái tai nó rung. Cái gì cây vậy? Tâm hồn chưa bình tĩnh. Tai nó rung. Thiệt gán gồng dữ lắm luôn mà cái tai nó rung, bình tĩnh mà rung. Đúng rồi. Không, tôi nói thiệt, chưa cái cảnh đó tôi bị chết tôi biết rung lắm. Bình tĩnh mà rung đúng. Bình tĩnh mà rung, cái tai rung mà cái mặt gán giữ bình tĩnh. Gán gồng lên mà cái tai rung thấy rõ luôn á. Tai chưa gồng được. Biết sao? Buông súng, em đầu hàng. Không, không đầu hàng. Đó, đúng, không được không đầu hàng nha. Hàng. Ok. Em cứ sợ cái này không mà có bị ám ảnh gì bằng cái này. Nhưng mà chuyến này em ra đây em mua cái đầu dũa mà mặn nó thì dũa không có sợ đứt. Nhưng nghĩ trong đầu là không sợ đứt, không sợ đứt thì em bữa vô. Cứ nghĩ nó bình thường nó sẽ bình thường, cứ nghĩ phức tạp nó sẽ rất là phức tạp, thấy không? Nghĩ mình làm được thì mình sẽ làm được, nghĩ mình không làm được thì mình sẽ không làm được, thấy không? Chạy nè, không đi qua một đường thôi xong kia họ, tại vì nó đâu có cái gì đâu để mà dũa nữa, thấy không? Cùng lắm là hai bên đây nó có chút xíu bột mình dũa thêm thôi. Hai bên đây nhớ nãy mình vét bột sạch rồi không? Đâu còn cái gì đâu. Thì lúc này bắt đầu mình chạy xuống dưới. Thao cái mặt tiếp xúc của cái cây dũa nè. Để đây nè coi nè. Dũa nó cao hả? Cái lá cái gì cao? Nó hơi dày. Nó dày mình phải điếp cho nó mỏng xuống. Ngày mai mình học điếp với Mộc sẽ hướng dẫn cho anh chị em làm điếp critical làm sao cho nó mỏng xuống không? Nó có cách làm nó dễ lắm không? Biết là nó dễ mà không biết thì nó khó ha. Ăn vô thì nó no mà chưa ăn thì nó đói. Vậy thôi. Chạy critical nè. Không được đè cái đầu dũa nha. Đè cái sẽ mất bột và khách á lên liền. Xong cái kia cò đó sát cái chân móng, tại vì càng dũa càng mất bột, thấy không? Thấy trên này nó bầu lên không, nó dày lên không? Không thể nào khó gãy dữ lắm, trừ khi nào làm cái gì mạnh thì là mạnh mới gãy thôi. Sao để đây cho anh chị em coi nè, thấy chưa? Từ re xuống nè. Ừ, thấy không? Smooth là tại bột nó đẹp á. Xong. Ok, rồi bây giờ nè, sau cái phần dũa máy rồi thì anh chị em thấy cái, nó muốn xong cái móng luôn. Thấy cái khâu đắp bột nó quan trọng đến mức nào chưa? Nếu mà mấy người đắp bột mà nó bị chèn ra bên hông thì mình đâu cần phải dũa trước. Chèn ra bên hông thì ngay khi mà nó chèn bên hông á, dùng cái cây cọ của mình á, vét cho nó bột nó vô. Thì mình phải tập. Đã nói là không có học cái cách mà khắc phục sự cố mà phải học cái cách đừng để cho sự cố nó xảy ra. Đó, nhưng mà nói thì nói hay nhưng mà đến khi làm á, nếu mà nó làm không được á thì lấy cái cây dũa kim cồn ở đây nè, chạy nó, đâu rồi cái cây dũa mà clean da đó, chạy nó trên đây rồi bắt đầu
chạy cái này, banh cái khóe ra, kê cái đầu dũa ra, chạy banh cái này ra, hiện nó hiện ra những cái bột mà nó tràn ra hai bên hông, chạy nó cho nó xong, mất thời gian. Mà làm gì khó lắm thôi, thà tập cho nó được. Đúng rồi. Đó, nhưng mà nếu mà trường hợp là không được thì mới phải vậy thôi. Nhưng mà cố gắng thì đừng có để cho sự cố nó xảy ra. À, còn đỡ hơn đi học anh chị. Rồi bây giờ mình vũ cái phần nè. Có phần mà nó có rồi nè, vũ chút xíu là ra nè. Thấy không? Thấy 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 Phong đặt cái cây vũ gì không? Anh chị em các bạn thấy không? Đặt cái cây vũ bắt đầu ôm cái xếp lên để chi? Cho cái phần ở đây nè. Cho cái phần ở đây nó ôm cái xếp vô. Không? Cái phần ở đây mà nó ôm cái xếp vô á thì cái móng của mình nó mới có một cái độ thon gọn. Thì nếu như mà mình nếu mình không vũ mình cho khách đi rửa tay luôn, buffer rửa tay á, cái móng của mình chỉ được 6 điểm thôi. Thì mình làm cái này là cái giai đoạn làm cho cái móng nó đẩy cái móng này nó lên một cái tinh xảo. Thấy không? Mình có một viên ngọc. Mình mài đúng cách thì nó sẽ đẹp, mà mình mài mình thợ giỏi mình đẩy cái viên ngọc đó lên một cái một cái cục ngọc đẹp luôn ha, ống ánh luôn ha, thì mình phải tỉ mỉ với nó. Rất là nhẹ nhàng thấy không? Đó, vũa về là xong cái xếp rồi đó. Cái viên đắp có bên này, lúc mình vũa hai bên, lúc mà xong vũa neo á, thì nhìn cái hai chỗ bên, hai cái bên hông có bên cứ bị giống như mất bột, lồ, nó chẳng héo. Nó chẳng bột, nó giống như phình ra, giống như chỗ này nó bị to hơn lúc mình vũa. Đó, rồi. Cái cây vũa này. Thì nè, đầu tiên là do cái cách mình đắp bột cái đã, là mình bị bè hai bên, mình không có tém hai bên bột nó đi vô. Để nhớ bên phải bên trái không? Thì mình vuốt vô cho nó đừng có dày. Hả? Không? Còn nếu mà nó lỡ dày rồi thì nè, coi mình ôm cái xếp vô nè. Ôm cái xếp vô nè. Có nhiều người khó họ có live stream họ không hiểu sao mà phải làm vậy. Thì khi mà mình làm vậy nè, thấy cái chỗ này không, không có cái đường. Nó mất bột này, thấy chưa, thấy cái bột cái vũ này nó ăn vô thì nó không phải là làm chỗ này nó mất bột. Thì khi nó mất bột vậy nó sẽ thon cái móng này, nó ôm, gọi là ôm cái xếp vô đó. Đó là tại sao mà làm có người làm nail mà sao cái móng nó bè ra như cái xù, mà có người làm nail thì nó thon gọn, nó thanh thanh mảnh. Đúng rồi. Đó, rồi xong, sau khi mình vuốt góc mình xong, nhớ cái thao tác này rất là nhỏ thôi nhưng rất quan trọng. Biết làm gì không? Lê cho nó sạch cái gì dưới đây. Đó, rồi tiếp tục qua cái xếp này. Cái xếp này, xếp almond nó cũng là một trong những cái xếp khó. Không? Đặt cái cây vũa y chang như vậy luôn để biết mình lấy xếp ra. Và ngày hôm qua Phong có nói rồi, hôm nay Phong nói lại, những cái xếp almond này nè, phải đặt cái cây vũa của mình nó sát như vậy để mình vũa ở dưới cho nó completely flat luôn, để cho nó mỏng, thiệt là mỏng. Khi nào mình thấy cái cây vũa này mình để vô mà nó không còn cái chỗ nào mà nó hở ra, mà nó ôm sát cái cây vũa vô vậy là ok. Không? Đó, rồi bắt đầu mình vũ mạnh xuống, vũ xếp. Rồi bắt đầu thấy hai bên đây, thấy nó gồ ra không? Nó bè ra không? Là nó thon cái móng của mình nó lại. Hơn nữa, lát lật ngược, có một cái giai đoạn lật ngược cái tay dạy mình chỉnh cái xếp của mình nữa. Ha? Trời, nói tới cái xếp này thì nó vô cùng nó dễ. Xếp này không nghĩ nó đơn giản nhất trong tất cả các xếp. Cái xếp mà tưởng chừng khó nhất là cái xếp dễ nhất nha. Vũa nè. Ở mọi cái vị trí không được để cái cây vũa, không có được đè cái cây vũa và không để cái vũa dày. Trừ khi nào mình ôm, muốn ôm cái xếp vô thôi. Rồi qua cái xếp bên đây, kéo cái này ra, cái vũ vô, đi ra cái tay chút,
không? Thấy thấy Phong Vũ lúc nào Phong cũng đã cái Vũ vậy hết. Rồi bắt đầu mới ôm, lúc này ôm mới xếp lên nè. Vũ cái đầu móng, mình vũ cái đầu móng làm sao để mình vũ cho nó thẳng cái đầu móng. Đặt cái cây vũ vậy là không được nè. Ha? Mà đặt cái cây vũ vậy là ok nè. Cái cây vũ mình nó phải là 90 độ. Thì khi mà nó 90 độ như vậy đó, nó vũ một cái đó, mình lia qua lia lại và nhớ mình vũ cái cây vũ vậy nè. Mình phải giữ yên nó một đường thẳng một thôi. Thì cái vũ này nó sẽ làm cho cái đầu móng mình nó thẳng. Cái vũ dài không ra nha. Vũ dài không ra, vũ dài không ra, vũ dài không ra, nhưng mà phải vũ dài ra. Nhiều người mắc một cái sai lầm là như thế nào? Để cây vũ như thế này nè, để hở ra để chi? Mắt mình nhìn thấy. Mà để vậy nó phải 90 độ. Thì nó thấy được thì mình phải để góc 90 độ vậy nè. Mình đi cho nó. Ok, rồi. Và cái móng nè. Muốn banh cái tay da khách ra nè. Nhiều khi móng mình dài quá mình làm vậy khách nó đau á. Vô ha. Rất là nhẹ nhàng và lìa như này. Được là cái xếp của mình á, nó thẳng ở chỗ nào, nó méo ở chỗ nào. Thì khi mà mình thấy nó thẳng chỗ nào, méo chỗ nào, mình phải sửa nó. Nhìn cái xếp là thấy nó cong cong ha. Nhìn thì ông nãy mình nhìn vậy nó chuẩn rồi gì? Phải nhìn được là nó méo ở chỗ nào cái mình mới sửa được. Nó mập là nó méo đó. Nào, nhìn cái xếp của mình nè. Hai bên đây nè, thấy chưa? Hai bên đây nè. Ôm nó vô. Cái cách mình cầm vũ như thế nào để cho nó dễ. Không có cầm cái tay vũ như vậy ha. Biết sao mắt mình che là cái vũ nó che sao nhiều khi vũ sung quá tự sát luôn không? Đọt vũ mắt tự đâm làm mù luôn không? Thì mình cầm cái cây vũ đó mình cầm như vậy dễ hơn rõ ràng đấy chứ không? Rồi mà chở nè để cái cây vũ vậy không chở cây vũ quanh đây thấy cách mình làm không xếp thì dễ rồi ha, cứ làm cho nó nhọn thì là nhọn thôi. Món square này cũng vậy nè. Là do họ không vũ không có ôm cái xếp vô đó. Móng như đó là móng dịch, móng đất á. Rồi, sau khi mình vũ xong, sao? Mình nhìn cái móng tập trung. Nè, những cái xếp ngay đây nè. Anh chị em thấy cái ngay đây nếu như mà thấy hai bên đây nó vẫn còn một cái độ hở ra đó, mình phải vũ, mình phải miết cho nó. Để chi để cho cái xếp của mình á nó có một cái độ thanh mảnh, độ sắc sảo ha. Chứ mình không có để cho nó cục mình như là cái hột mít được, tại vì bản chất của cái xếp này nó đã giống cái hột mít rồi. Giống thấy giống hột mít không? Vũ cho ra cho cái thành nó hột dưa đấy. Để cái vũ vô nè thấy chưa? Nó sát rạc vô như vậy nè là ok. Rồi sau khi mình làm xong. Bóp vào, bóp cũng bóp nhẹ nhàng thôi. Tại vì có người nói là như vậy nè.
thôi bây giờ cô Vũ mình chưa có mịn. Tôi bóp phờ cho nó mạnh lên. Để cho nó mịn. Bóp tới sáng mai của mình. Tại cái này nó là chỉ lấy đi những cái phần dơ của cái mặt móng nó thêm extra thôi thôi. Cái muốn cho cái mặt móng nó mịn nó phải ở cái giai đoạn Vũ mịn nó mới mịn được. À, nhớ nha, còn cái xếp cái giai đoạn bóp phờ này để cho nó thêm chút xíu vô thôi. Nhớ. Hả? Đúng rồi, bắt buộc phải bóp phờ nha. Nhưng mà cái bóp phờ này không thể nào mà ví dụ như cái xếp nó đang lợt, cái mặt móng đang lồi lõm mà bóp phờ cho nó mình là không có. Bóp tới 10 cục bóp cũng không thể nào mà hết được ha. Sao xuôi thì thẳng mà ngược lại thì méo? Ok, câu hỏi này cũng là một cái câu hỏi hay ha. Cái này á, mình quay ngược cái tay lại như vậy nè, là cái sếp của mình nó nhìn nó chuẩn xác nhất ha. Và cái khách, khi mà khách mà họ quay ngược cái tay lại như vậy nè, họ coi á, họ ít khi nào họ coi vậy á. Coi để mong coi ha, nó soi mà, khách nó lội soi mà, gặp những cái người khách không có người khách là đặt tên là nội soi luôn á, là soi mà soi không còn cái mức nào để mà soi nữa, ngó tới ngó lui giặt ra coi đủ 10 ngón luôn đó, đặt tên đó bài đó là bà nội soi. Ok rồi, sau khi mình bóp phờ xong mình phải quay ngược cái tay lại. Thì khi mình quay ngược cái tay lại, tại vì mình vũa xếp mà nó có đẹp đi cỡ nào đi chăng nữa, sau khi mình bóp phở nó mất cái xếp đi chút xíu, mình phải quay ngược cái tay lại. Cái giai đoạn này nó không phải là rườm ra, nó chỉ tốn của anh chị em tầm khoảng 1 phút thôi. Nhưng mà nếu mình bỏ qua cái giai đoạn này thì cái móng của mình khi mà chụp hình lên á, nó mất đi cái độ sắc. Mình phải reshape nó lại chút xíu, để nó ra một cái perfect ha, một cái perfect xếp rồi. Vậy là xong xuôi. Và bây giờ mình sẽ phủi bụi và mình sơn top coat. Đây có cái máy treo nè. Sao có những nó treo á, nó phờ bằng cái đầu vũ giấy lại. Cái đó hả? Cái đó là giống như là nó vậy cho nó mịn hơn. Cho nó mịn hơn, tại vì biết sao không? Tại vì họ vũ mịn lắm. Nó bị dằn cắm vô một cái máy treo này đây. Đây có cái ổ điện này này. Sophie ơi, có cái đồ mà phủi bụi không Sophie? Sophie có kìa, trong họ có mấy bạn nào gần hết trơn. Chưa tới ha, có thì mình cũng ở lên mà chưa tới mình xài được mấy treo này. Mấy treo bây giờ mấy treo ít xài dây lắm, xài không dây không ạ. Máy này thời của mình là mình mua là nó thời Tần Thủy Hoàng này. Cái má thấp cốt treo trang một căn. À, xài này chứ. Rồi bây giờ sân thấp cốt nè, tập trung nè. Sơn lên nè. Cái thấp cốt của chi sò này mình xài mình yên tâm lắm. Tại vì sao nó, thứ nhất là nó bóng, thứ hai là nó không có xảy ra sự cố là chóc móng, vàng móng hay gì hết. Mà anh Hoàng anh cũng tặng cho mọi người chai này. À, đúng rồi. Xài vừa cho treo, vừa cho đếp, vừa cho bột. Đúng rồi. Hết tất cả. Đúng rồi. Nếu buộc định uống cũng được luôn. Nếu mà mình đếp á, mà mình làm, mình design này nọ, mình phủ treo lên, treo hơi đèn. Nhưng mà nếu như mình
làm deep thôi á, mình xài những cái chai làm deep, không có làm deep. Tại sao ngày cuối cùng mình sẽ học cái tại sao tôi điên. Không cần, cái này nó bám rất là chắc. Có nhiều người nói là phải sơn bay cho nó không có bị chóc cái đầu móng vào đầu, một cái bước vô cùng quan trọng ha. Đúng rồi, đó là lý do tại sao anh gì đó đó là tại sao mà sơn sơn màu vuốt được tại vuốt nó mất bột mất màu sao làm đúng như mày hết đèn. Bây giờ là mình xong ha, mình xong cái một cái bộ móng thì anh chị em sẽ tập trên cái móng giả. Rồi khi nào Phong đi tới, Phong coi mà anh chị em Phong thấy cứng rồi á, sẽ bắt cặp và làm chính trên cái móng này thật luôn. Chỉ khi nào làm trên cái móng thật mới có được cái cảm giác chân thật nhất, chính xác nhất đó ha. Cảm giác cái sự đau đớn khi mà người ta cho mình ăn tiết canh kế thêm một lần nữa không, nhớ nha, chứ không thôi là làm cắt chảy máu nó khách nó la làng nó trời con nhỏ này mới làm chảy máu xíu à, làm thấy ghê quá không. Giờ cho thử coi có thấy ghê hay không. Rồi sau khi mình làm xong thì mình sẽ lấy ra mình coi đó là xong, nó bóng không, phê không, đã không, không có chùi gì hết vậy. Xong rồi đó, khô rồi đó. Mà cái thốc cốt này nó rất là bóng nha. Ở bên đây anh không có cắt da chết à, em ơi. Cái này hả, mua ở ngoài tiệm supply. Rồi, vậy là cái livestream của mình đã xong ha. Mình tắt cái livestream này. Cảm ơn các anh chị em đã theo dõi. Phong muốn thông báo một cái là anh chị em nào muốn đăng ký cái lớp học vào tháng 1 ngày 6-7-8 và năm 2020 thì có thể đăng ký ngay từ bây giờ. Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi. Thank you for watching and supporting. Bye bye anh chị em, bye.